đời con như chiếc thuyền trôi lênh đênh xuôi ngược dòng đời, sông Ba Đào xô lấp bùa vây giữa dòng con chơi với ta ơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con để mình con trèo trông này thuyền con sắp tan giữa dòng. Dòng nước trôi
thân con biết sạt nơi đâu. Phóng sương dãi dầu tháng ngày làm con heo mòn tâm can. Biết Chúa luôn thương đời con mà con vẫn chưa yêu Ngài. Chúa vẫn mong con ngày đêm về bên thánh tâm dịu hiền. Cho con thêm lòng tin để luôn yêu Chúa nhiều hơn. Xin cho con can trường dù đường chân bao lỗi lầm. Đời nỗi trôi đam mê soi mòn tim con, tâm tư nỗi sâu chịu nặng vì mãi vất vả bon chen. Sóng gió phong ba đại dương, thuyền con bấp bênh giữa dòng đã khiến phôi pha niềm tin chờ mong. Chân lý ngài suốt đời. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố. Rằng con chưa vững tin thì lạy Chúa biết con yêu đuối và đổi thay. Con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tiến tha kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu. Rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc
những hoa hồng khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buồn, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than vang thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Con kiêng rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quy sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta tự hỏi mình lãnh nhận bí tích thánh tẩy để làm gì? Và hiệu quả của bí tích ấy mang lại cho chúng ta điều gì? Câu trả lời chúng ta tìm thấy trong giáo lý. Bí tích thánh tẩy, tẩy rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, tái sinh và làm cho chúng ta được trở nên con cái của Cha trên trời, được thuộc về hội thánh. Và nhờ đó trở thành anh chị em của nhau. Đây là một ân huệ cao quý vô cùng. Thánh Gioan đã thốt lên: anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, và quả thật là thế. Và như thế, nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta được trở thành một dân, dân ấy được thánh hiến cho Thiên Chúa. Chúng ta được xứng đáng trở nên con cái Thiên Chúa, Cha trên trời. Chúng ta được trở nên kẻ thừa tự và đồng thừa tự vinh quang Thiên Quốc
với Chúa Giêsu. Chúng ta trở nên anh chị em, con cùng một Cha trên trời, và được thuộc về hội thánh, dân riêng của Người. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, trước khi được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, tức là lãnh nhận hồng ân tái sinh và biến đổi, chúng ta là gì của Thiên Chúa? Thánh Phaolô trả lời, chúng ta là thù địch với Người, chúng ta chống lại Người, chúng ta sống thù nghịch với tình yêu của Người. Trong cái tình cảnh như thế, Cha trên trời vẫn yêu thương chúng ta. Trước tình thương yêu của Người, chúng ta không bắt chước Người để yêu thương kẻ thù hay sao? Chúa Giêsu đề nghị và đưa ra cho chúng ta một giải pháp. Các con hãy yêu kẻ thù, cầu nguyện và làm ơn cho kẻ ngược đãi các con. Thật vậy, nếu ai nấy đều nhìn kẻ thù và người thế người khác với đôi mắt hình viên đàn, rực lửa hận thù, nổi loạn và bạo lực, thì nhân loại này sẽ ra làm sao? Chúng ta đã từng tự hỏi, nếu gặp kẻ thù mà ta không trả thù, thì ta là kẻ hèn nhát, khờ dại, ta là kẻ bại trận. Luật công bằng cũng dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng, ác giả thì ác báo. Cư xử như thế mới công bằng. Phải chăng đây là cách hành xử được khích lệ? Thưa không. Vì trong thực tế, quy tắc công bằng, sòng phẳng ấy có được phép không? Ví dụ như, người ta giết cha mẹ tôi có quyền tước đoạt, giết hại mạng sống của cha mẹ họ không? Thưa không. Vì sự sống thuộc quyền Thiên Chúa, cho nên quy tắc công bằng, sòng phẳng ấy không thể được áp dụng. Thật vậy, có một sự thật không cần chứng minh. Bóng tối không xóa được bóng tối. Thù ghét không xóa được hận thù. Công bình hiểu theo nghĩa là ăn miếng trả miếng như trên vẫn làm gia tăng bạo lực trong cuộc sống. Chỉ có ánh sáng mới xóa được bóng tối. Chỉ có tình thương mới xóa được hận thù. Từ căn cứ này, chúng ta mới hiểu được lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy yêu kẻ thù, làm ơn và cầu nguyện cho kẻ ghét anh em. Như thế, điều mà chúng ta có thể làm cho kẻ thù chính là làm theo cách Chúa Giêsu đề nghị: làm ơn cho kẻ ghét anh em và cầu nguyện cho họ. Làm ơn là giúp đỡ, hay cụ thể là thực thi 14 mối thương người. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới áo mặc, chớ hờn giận, vân vân. Cầu nguyện cho kẻ thù là theo gương Chúa Giêsu, lời cầu nguyện của Ngài là: xin Cha tha cho kẻ làm nhục, làm khổ, bách hại Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Như thế, làm ơn và cầu nguyện cho kẻ thù, kẻ ngược đãi mình là cách chúng ta xác nhận chúng ta là con cái của Cha trên trời. Xin cho chúng ta biết, trong những tình cảnh đối diện với kẻ thù, chúng ta hãy thưa lên với Chúa: lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là con cái Chúa. Xin đừng để những tư tưởng xấu hay cơn nóng giận, sự thù hận thống trị con. Xin giữ lửa tình yêu của Chúa trong trái tim con. Xin giúp con yêu thương những ai làm khổ con như nhiều lần chính Chúa đã yêu con và tha thứ cho con. Xin Chúa thương xót những người đang nói xấu con, đang lăng nhục con, đang lợi dụng con, đang làm hại con, vì họ cũng là con cái của Chúa. Xin Chúa biến đổi chúng con và làm cho chúng con trở nên tốt hơn mỗi ngày. Vì lạy Chúa, tình thương biến kẻ thù thành bạn, và hận thù có thể biến bạn thành kẻ thù. Xin cho chúng con làm và sống như Chúa đã làm, lấy tình thương đáp trả hận thù. Từ mảnh suối yêu thương,
cho chân thế con thương. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, ngày xin đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng và cậy trông nơi Chúa đã bao giờ phải thất vọng về không? Trong biển lòng thương xót Chúa mênh mông, ngày chính là nguồn suối mát. Cho chân thế con đường, hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, ngày xin đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng vào một lòng tin thắng, dẫu phiêu dạt đầy chán trường thế lương, quay về cùng với Thiên Chúa yêu thương, ngày vỗ về và ôm ấp trong cho chân thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, ngày xin đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai đau khổ vì bệnh tật yếu đuối, đến với Ngài được an ủi nghỉ ngơi. Tin tưởng lòng thương xót Chúa khôn nguôi, được thăng vội trong ân hạnh. Cậy trông nơi Chúa đã bao giờ phải thất vọng về không? Trong biển lòng thương xót Chúa mênh mông, ngày chính là nguồn suối mát ngon ngon. Phố và nước đã cuộn trào từ mảnh suối yêu thương và mở ra cho chân thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, ngày xin đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai đau khổ vì bệnh tật yếu đuối, đến với Ngài được an ủi nghỉ ngơi. Tin tưởng lòng thương xót Chúa khôn nguôi, được thắng vui trong ơn thánh tuyệt vời. Bao vạn nước đã tuôn trào từ mạch suối yêu thương và mở ra cho chân con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, ngày xin đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ngày xin Chúa cất tiếng gọi con
đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh hiền từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Trái tim chan chứa tình người, đời con sống là cho Chúa thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời, để nên trên y tế của người. Ôi thân con đầy yêu đuối, nhờ ơn Thánh Chúa luôn cài ngôi. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh hiền từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh hiền từ đây suốt phút thanh hiền từ đây suốt đời không bao giờ đổi. Tantum ego sacramento.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổi mới tâm hồn chúng con, tẩy sạch chúng con trong thần khí thánh của Chúa, để chúng con luôn được sạch trong cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt chúng con để chúng con được nhận biết Chúa. Xin cho chúng con được chiêm ngắm thánh nhan và luôn chìm đắm trong tình yêu huyền diệu của Chúa. Amen. We want to see Jesus.
Không lúc nhạt.